匆匆，养儿女也多情。Vâng, xin chào các bạn nhé. Vâng, chào mừng các bạn đã trở lại với kênh Võ Lâm 2. Và Long đang đứng ở server Linh Bảo Sơn. Vâng, server Linh Bảo Sơn các bạn đang cầm một em Thiên Thông Quyền cưỡi trên cái kiếm. Và cái kiếm này là vĩnh viễn các bạn ạ. Vâng, không có thời hạn. Vâng, có thể mở ra cho các bạn xem luôn. Kiếm này, vô chân kiếm này, tốc di chuyển 120. Và có con pet gấu đỏ, vâng, rất là ngon. Con pet này thường thường người ta mở hack bạch kỳ ra thì mới có, hoặc là cày sự kiện hoặc server mới hoặc là cái gì đấy. Vâng, nói chung là hiện tại thì đang có một con gấu màu đỏ. Vâng, hôm nay đến với video hôm nay thì có một bạn ở trên Facebook cũng không có thời gian nuôi dưỡng em này nên muốn bán đi cho các bạn, anh chuyển nhượng cho các bạn nào ưng ý thì các bạn mua. Vâng, giá hôm nay thì cực rẻ và vừa đi cho anh em. Thì ác này đi với giá là bao nhiêu thì Long cũng cho các bạn xem luôn. Thì ác này một em Thiên Thông Quyền tái sinh 9, cấp 92 các bạn. Tái sinh 9 này, cấp 92. Vâng, mũ áo quần hào hiệp vô hạ cộng 7. Vâng, đá khảm, đá 5 hết các bạn, toàn bộ đá 5. Có một cái đá 6 rất là ngon này các bạn này. Cái quần này, nội công tăng 40 liền. Nội công tăng 35 và A34 và 34. Hai cái đá 5 và một đá 6. Và cái này toàn đá 5 hết này. Và cái mũ thì đã khảm tốc độ xuất siêu rồi. Vâng, đá 5 này. Và cũng mà tăng sinh được là 6 hay 7 này. Vâng, rất là cao các bạn. Vào tay thì kiếm cuồng cộng 10 này. Khảm sát thương 3 cái 100. Học thì thương hỗ trợ 8%. Vâng, ác này thì về văn sức thì nó thì nó chưa đúng lắm, nhưng mà bộ này thì chúng ta có thể kiếm được. Đây là bộ văn sức toàn cấp 1 thôi. Đấy, các bạn nhìn không dám bình luận thì các bạn xem thì các bạn có thể thấy. Đấy, đây là cái thứ hai này, nội công gân cốt này. Cái này thì nội công gân cốt nội công tăng 1% này. Đây, cái này nội công gân cốt này, chính xác 155. Đấy, quan trọng là kim xà văn sức người ta thường là quan trọng ba dòng. Dòng thứ nhất, dòng thứ hai và dòng thứ tư. Cái này thì công kích 1%, nội công linh hoạt. Cái này là sức mạnh gân cốt và công kích 1%. Cái này thì nói chung là văn sức thì nó không được ổn lắm, nhưng mà bởi vì là vá ác này thì nó rẻ, nó chỉ có thế thôi. Và bên cạnh đó thì có một bộ kim xà 4 cộng 7. Vâng, chưa mở khóa, mới cấp 1/11. Và mật tịch thì là 3 phục lục 10 thành. Dòng công kích nội công chủ động tăng 88%. Vâng, quyển này thì dùng để là quyển vác được rồi. Quyển này chúng ta để dùng quyển vác. Còn quyển thú khí thì chưa có. Bạn ép luôn vào đây là thất bảo này, vô ảnh kiếm và vida. Vâng, bên cạnh đó thì ác này còn có một hai set huy chương kim xà 5, mặc luôn cho nó mau. Đây là kim xà 5. Vâng, cũng chưa mở quá. Ác này chắc là bạn ấy đang cày sự kiện nên chưa có. Thì quá trình bận buôn bán hay đi làm hay đi nhà nước gì đấy nên không có thời gian nuôi dưỡng. Và có con gấu màu đỏ, gấu lưng đỏ. Đặc biệt là có phá địch chủ nhân 100%. Và có cái ngoại trang hồng phong kiếm rất là đẹp. Và cái này đều vĩnh viễn các bạn. Thế các bạn thấy màu hồng mới là đẹp không? Quá là đẹp luôn. Đấy. Thì ác này ra đi với giá bao nhiêu? Cũng nói cho các bạn biết luôn, ác này ra đi với giá là 1m. 1m nha các bạn nha. Đi với giá 1m. Bên cạnh đó thì ác này có rất là nhiều ngoại trang này.
Hóa Trang Tiềm Long. Vâng, cái này chắc là bạn đã cày sự kiện Thánh Hỏa Đàn vừa rồi rất là nhiều. Vâng, cái này thì rất là rẻ. Vâng, có khi là cho cũng được. Và bên cạnh đó thì còn có một cái bao tay âm dương ấn cộng 15, lợi có dòng lợi công tăng 15%, bỏ qua phòng ngự đối phương 10% và tập trung 3%. Vâng, chúng ta sơ qua về thủ phố xem còn những cái gì nữa không thì giới thiệu nốt cho các bạn xem. Vâng, trong thủ phố thì có rất là nhiều các mặt tịch, các dòng phần trăm cũng khá là ngon, mỗi tội là chưa điện được, chắc là đang cày dở các bạn. Đây này, và có cả thái dịch vẫn lên công bộ. Bên cạnh đó có 94 hồi tin đơn để hỗ trợ cho các bạn lên 93, 94, 95, 96, 97 đấy. Vâng, rất là nhiều. Và có hai cái phục sinh đơn và có cả hiệp nghĩa chi chương nữa. Vâng, rất là nhiều hiệp nghĩa chi chương các bạn này. Vâng, rất là nhiều luôn, không phải 1k mà là 9k, nên đơn vị 8k này. Cái này 8k, cái này 9k, tất cả là mười mấy k, rất là nhiều, đủ để cho các bạn lên một số tín vật cấp cao hơn nữa. Và áp này hiện tại thì tín vật cấp 2. Rồi, có hai phục sinh đơn và một số sách mét và một số ưu quyết của chiến quyền nhưng mà không giao dịch được. Còn về kinh mạch, và kinh mạch có thể xem là các bạn này, kinh mạch thì áng này đang ở cảnh giới võ tôn thôi. Vâng, bạn ấy kích hoạt thì cũng tương đối là chuẩn đấy các bạn. Mỗi tội là chưa đủ chiến khí. Còn áng này thì kinh mạch thì quá là chuẩn luôn, nhưng mà chưa đủ chiến khí nữa. Vâng, ok. Còn kinh mạch thế là ok rồi. Bạn nào mà chưa tăng kinh mạch như này thì là các bạn có thể xem sơ qua. Và Long nhận thấy rằng là kinh mạch ác này thì cũng tương đối là chuẩn. Vâng, chỉ cần đến võ hoàng và võ thánh thôi là chúng ta có đầy đủ sức mạnh. Vâng, ác này thì thời trang rất là đẹp các bạn này. Phong cách thời trang rất là đẹp. Và bên cạnh đó thì ác còn có một số con pet, đó là con cá sấu Bá Vương Ngọc. Con này con Bá Vương Ngọc giống như con của Long. Ác này về các bạn luyện thêm một quyển búp nữa các bạn. Một quyển búp nữa để thụ ký lên được 14 thụ ký. Và luyện lên từ 14 tụ khí là rất là đơn giản thôi. Chúng ta chỉ cần mật tịch dòng thứ hỗ trợ tấn công tăng trên khoảng 80 hoặc là 86 là ok rồi. Sách bé thì chưa tinh cấp mật tịch. Vâng, chúng ta đi dạo qua một vòng viện kinh xem sao. Vâng, đây là server Linh Bảo Sơn rất là đông ác 79 8x đây, rất là nhiều. Vâng, bạn nào mua thì hãy comment nhé, Long để link Facebook của chủ nhân dưới phần mô tả video hoặc là ghi dưới phần nhận xét video. Ai mua liên hệ chủ ác. Và thông tin ác này hoàn toàn là trắng nha các bạn nhé, quan trọng là cái thông tin trắng các bạn. Các bạn về mua về rất là yên tâm, các bạn có thể thay đổi thông tin tùy theo ý muốn của mình. Đấy, quan trọng nhất là thông tin trắng, bởi vì là mua ác bây giờ rất là nhiều người lợi dụng tâm lý của người muốn mua ác ấy, nên rất là lo lắng về vấn đề là tài khoản cũng như là mật khẩu hoặc là số điện thoại email đấy. Vì thế mà các bạn yên tâm, ác này là ác trắng và không có thể tâm lý các bạn được. Các bạn nhớ nha, ác này ra đi với giá
và Linh Bảo Sơn thôi. Còn tổng thể thì ác này nó cũng chỉ có thế thôi. Còn xin tạm biệt các bạn nhé. Còn chúc các bạn xem video vui vẻ. Các bạn mua thì hãy liên hệ link Facebook để Long để ghi ở phần nhận xét bên dưới video. Hoa thái hoa lúa chi trùng trùng.